Dạ. Hello, xin chào các đồng chí, anh chị các bạn thân mến của Lê Minh nha. Anh chị các bạn thấy ở đây là ở vùng quê mà người ta làm ăn tấp nập luôn. Người ta làm ăn tấp nập luôn. Bán buôn vậy thôi mà sắm mấy cái nhà. Kiếm tiền thấy ham luôn. Cuộc sống ở quê nhà. Người ta ăn nên làm ra thấy. Cái vấn đề bệnh dịch Việt Nam được kiềm chế, đời sống của những người dân lao động, những tiểu thương đồ họ bán buôn phải nói là tốt dễ sợ. Bán nhưng mà họ vẫn chơi. Ở Việt Nam có cái là vậy. Anh chị các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà. Đây là một cái vùng miền Tây. Nó cũng không có sầm uất, nhưng mà như những thành phố lớn, nhưng mà về cái mật độ dân cư và cái cuộc sống ở đây nói chung là họ làm ăn ai cũng cố gắng phấn đấu thôi. Người nghèo thì người ta cố gắng, người ta phấn đấu để vươn lên. Anh chị em các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà. Ngoài kia là quốc lộ 1. Bà thấy vui không? Ai cũng gạn gỡ à. Cơm áo gạo tiền thì cứ cơm áo gạo tiền. Sinh nhật vui chơi những đứa trẻ cuối tuần à. Bà con lối xóm giềng vui không ha? Ai cũng mặt mày sáng rỡ cười tê tét. Qua Mỹ rồi cài tía má nhìn ra. Việt Nam á. Một cái xóm. Những trẻ em vui đùa. Cả xóm vui theo á. Nó tổ chức sinh nhật của nó. Các bạn thấy tổ chức sinh nhật của nó ở ngoài cả xóm vậy đó. Vui á, chỉ có Việt Nam thôi. À, sinh nhật của một con bé nào không biết. Ai cũng vui cười rộn rã đó. Mình đang đi thấy mấy đứa trẻ ở đây á, vui không? Đó, giờ bà thấy vui không? Ở quê hương hả? Tuyệt vời. Cuộc sống ở qua Mỹ rồi đâu có được như vậy đâu. Chị các bạn thấy cả xóm công nhận vui được chứ. Anh chị em các bạn thấy chỉ có quê hương mình mới có được như vậy thôi. Mỗi lần mà tôi quay những cái cảnh về tôi thấy tội mấy ông mà bỏ quê hương ra đi, rồi mấy cái tên mà dân chủ mấy cái đám mà dân chủ cụi mà nó khổ tả giả màng. Thấy mấy cái đám đó nó làm sao đi á, các bạn thấy không? Bán buôn vui chơi ở mé đằng sau còn một cái party, là bữa nay là chủ nhật nè, mé đằng sau còn một cái party nữa. Dạ, để anh xuống sao quay. Dạ đây à anh chị em qua, còn một cái party ở đằng sau nè. Thấy chưa, điếc lỗ tai luôn. My goodness, nó dỗ muốn banh cái lồng ngực ở ngoài luôn. Khiếp thiệt chứ. Man. Oh.
Công nhận dân Việt Nam giờ họ chịu chơi dễ sợ. Các bạn thấy đó. Mẹ. Ok. Cuối tuần cái họ tiệc tùng. Đám tiệc. Ở quê. Công nhận mẹ. Chơi hết cỡ luôn. Con đường có chút xíu về anh chị các bạn. Mà xe chạy ra chạy vô tấp nập luôn. Con đường có chút xíu. Cứ xe chạy ra chạy vô bán buôn kìa. Cái ham luôn. Còn đường mình lại tới đây chào anh chị các bạn nha. Cái này chỉ là một cái huyện nhỏ thôi. Cái huyện này hồi xưa nó là cái xã, nó mới lên huyện chừng năm nay à. Xin chào anh chị các bạn nha, bye bye.